Vâng, xin hân hoan chào đón và chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em hai con radio vô cùng hiếm, vô cùng huyền thoại và vô cùng đặc biệt. Thì điều đặc biệt gì sẽ xảy ra? Đây, trước mắt các bác đây là hai con radio mà trung tâm mới giới thiệu với các bác đây. Hai con này có model là ZF622. Các bác thấy kỳ lạ tại sao lại quay cái đài lại để một cái thau nước bên trên đúng không ạ? Đó là điều rất đặc biệt. Đây, model của em nó đây các bác này. Tôi quay rất cận cảnh cho các bác để ý tinh. Latina ZF622 sản xuất tại Nhật Bản. Hai em này là hai em làm trong dạng thủy quân lục chiến, nhưng điều đặc biệt là chống nước, cho nên hai em này có thể tắm bơi bình thường và vẫn cứ hát bình thường luôn các bác nhé. Đó là điều rất đặc biệt ở những dòng radio của hãng Latina Panasonic. Và đây là hai con này là nằm trong cái top bơi lội lội được các bác nhé. Đấy, thì tôi đã để một cái thau sẵn đây cho hai em nó bơi lội thử để các bác trải nghiệm thực tế. Đấy, đây là hai con đài rất hiếm, rất hiếm, bởi vì những cái dòng đài này đã được trung tâm tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Là một, cái thứ hai là con này đã được trung tâm mở full tần số, sử dụng hai băng sóng AM và FM và AM đã được mở full tần số. Và con này tiếng rất to, rất khủng, sử dụng 4 quả pin, rất là thông dụng thôi. Đấy, 4 quả pin chung các bác nhé. Cái pin này các bác vào các trung tâm bếp ga thì rất là nhiều luôn. Và con này tất cả là còn nguyên bản toàn phần, tất cả từ anten các bác nhé. Anten còn nguyên bản toàn phần. Và bản thân cái anten này là cũng dòng anten chống nước, cho nên chính vậy là nó là dạng gần như là lốc cái gì đó các bác nhé. Đây, các bác để ý tinh, nó có màu trắng chứ lại không có màu như màu đồng. Đấy, cho nên đấy là rất là khác biệt. Thì không biết là nó mạ cái vật liệu gì để chống nước. Các bác nhìn về tổng thể thì các bác thấy là đây giữa hai lớp vỏ có một cái lớp gioăng, đều có một cái lớp gioăng các bác nhé. Đấy, và điều đặc biệt là tất cả những cái vị trí của các con ốc này đều có gioăng. Tôi sẽ tháo thử một cái để các bác thấy rằng là cái ốc của nó cũng có sự khác biệt chứ không phải là thông thường. Đây, các bác để ý tôi sẽ tháo cho bác xem một cái ốc nó có sự khác biệt luôn. Đấy, bởi vì khi đã là chống nước thì buộc nó phải có những sự khác biệt chứ không phải tự nhiên mà chống nước được. Cái ốc này của nó là hoàn toàn là đều có gioăng hết các bác nhé. Tôi sẽ tháo thử một con thôi cho các bác nhìn. Đây, ví dụ như thế này các bác để ý tinh, một cái ốc ở cái góc cạnh này. Đấy, một cái ốc này thì bản thân cái ốc này nó đã được sử dụng các loại vật liệu ốc không han và có gioăng. Đấy, các bác thấy không, có gioăng nhé. Đấy, thế chính vậy là khi ép vào nhau là cái gioăng là nó làm như tuyệt đối không có bị nước vào. Đây là cái điều khác biệt của các cái dòng đài chống nước các bác nhé. Đây mới gọi là dòng đài chống nước. Và cái loa này của nó là chịu đựng được nước các bác nhé. Các bác có thể ngâm trong nước không sao, loại loa chịu đựng nước. Đây là cái sự khác biệt của dòng này. Thì trước kia tôi test cái chức năng trước khi tôi thử cái tính khả năng của nó. Đấy, đầu tiên là tôi xin phép được test cái chức năng trước để cho các bác thấy cái tính khả năng của nó. Hai con này đã được ráp pin vào rồi các bác nhé. Đây, tôi để cái băng FM trước các bác này. Hoặc là ngay lối rẽ đại từ, thậm chí tình trạng ngập sâu đến hơn nửa bánh xe ô tô ở ngay khu vực lối rẽ đại từ cũng khiến cho nhiều bác tài vô cùng lo ngại. Nên cũng mong rằng là khi cơn mưa đã kết thúc ở những khu vực này thì tình trạng đúng cũng nhanh chóng được. Tinh thần bộ đội thường lấy bi cùng của người dân Việt Nam. Có thể do chưa đủ thông tin nên việc phối hợp giữa đoàn tình nguyện với đơn vị sở tại chưa thực sự nhuần nhuyễn. Hôm qua, một người dân ở quận 1. Đó. Tôi thử sơ qua các chức năng. Thử sơ qua các chức năng trước khi tôi test nước cho các bác. Hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Xin chào bác sĩ. Nội dung chính của bài mới như sau. Để mở lại bác kinh các bác này. Nắng, huyết và quyết tâm chống dịch. Ok, đấy là em này. Em thứ hai các bác nhé. Về giao thông rồi nên chúng ta đặc biệt là phải lưu ý. Trong khi đó thì chúng tôi cũng tiếp tục cập đài 3 cách nút giao. Đây nha các bác, thường thường để ý là cái băng sóng 90 là nó phải tận trên đầu này, nhưng mà đây tôi đã kéo về tận 8 mấy, các bác nhìn này. Chúng ta rất lưu ý khi mà vụ việc này chưa được giải quyết triệt đề. Rõ ràng là với điều kiện thời tiết. Đó thì đã được kéo bằng sóng rồi. Có điều là khi ban ngày thì sóng nó bắt được rất ít hơn. Hôm qua,
Lý Quốc Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông. Đây, tôi thử cho các bác cái phần băng sóng AM các bác nhé. Tôi đang cố làm điều tốt cho cộng đồng, cho dù... Thì anh có thể chuyển từ thuốc uống thành thuốc tiêm, hay cái... Dạ. Có nghĩa là lên mạng. Làm bận lòng, xin mọn lời của tác giả... Phải bình luận trên trang vov2.vn để kết thúc chuyên mục ngày báo hôm nay. Ồn ào quanh chuyện chi viện này liệu có đáng, nhất là khi dịch Covid-19 tại thành phố cái loa này của loa chống nước thì nó kêu rất to các bác nhé. Điều mong mỏi nhất của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước lúc này là gì? Không. Đây, tôi sẽ mở cho các bác xem qua cái phần lắp pin của nó đây. Lắp pin của nó đây các bác này, tôi sẽ mở qua. Đây. Đây là cái lắp pin của nó các bác nhá, lắp của Nhật đây. Đấy. Đây là cái phần pin của nó này các bác này. Đấy. Pin của nó sử dụng có 3 quả pin thôi, rất thông dụng thôi. Và cái lắp pin của nó các bác thủy tinh bao giờ nó có cái ký hiệu để các bác lắp vào đúng cái vị trí của nó này, nó có khớp. Tôi xin phép được test cái các cái chức năng khả năng của nó. Đây, tôi sẽ lắp cái vỏ này của nó vào, lắp vỏ lắp pin vào, tôi sẽ thử cái chức năng chống nước của nó xem là nó có hiệu quả không. Các bác phải lắp đúng cái vị trí thì ốc nó vào nhé, bởi vì cái ốc của cái này nó rất chính xác. Đây, tôi sẽ thu cái anten của nó lại các bác này. Thu anten của nó lại. Hai con này thu lại cho nó ngắn đi các bác nhé. Để thu anten lại hết. Đây, tôi sẽ để ngay nó đang chạy bình thường các bác nhé. Ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nên như cụ thể tại một số thành phố, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng có mức nhiệt từ 26 đến 36 độ, nhiệt độ tại thành phố Cần Thơ từ 25 đến 33 độ và thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 34 độ. Các bác theo, chìm luôn. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như người lớn, việc bổ sung đủ nước hàng ngày cho trẻ nhỏ rất quan trọng. Theo các bác sĩ, như đó, chịu đựng được nước, sức khỏe, hoạt động thể lực, không uống đủ nước hàng ngày, cơ thể dễ bị nhiễm độc, dễ mắc các bệnh táo bón và những nguy cơ sức khỏe khác. Cần bổ làm thế nào để khuyến khích các bé uống đủ nước? Thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nguyệt, vụ truyền thông Bộ Y tế cho biết. Trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi thì sẽ cần 700ml nước mỗi ngày. Đó, bác thấy không? Không có tí bọt luôn nhá. Thế còn nếu như trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì khoảng 3 lít nước mỗi ngày. Và trẻ từ 4 đến 8 tuổi thì 1,7. Không mà có bọt lên các bác nhé. Rất là nhạt nên là nhiều bé sẽ không thích. Vậy thì cái cách đơn giản nhất cho trẻ tự chọn cái loại nước uống mình thích. Cũng không nên quá hên phô trẻ. Nếu nước trắng mà bé không thích thì bạn có thể thêm một vài những cái lát hoa quả vào trong đó. Ví dụ như một vài lát chanh, vài lát cam. Và thứ hai nữa là hãy cho bé lựa chọn cái loại cốc nào mà mình thích. Cái đấy cũng rất là quan trọng. Nên để cái loại nước uống đấy ở gần cái tầm tay với của trẻ nhất. Đó, đây là những con này, nếu như các bác là những người phải đi sử dụng những công việc liên quan đến nước, ví dụ như là các bác làm về cái ngành sông nước
thế rồi phải đi rừng rú vân vân đấy, hoặc là nhất là đi giang hoạn thì các bác lên mua con này, bởi vì con này là một trong những con có khả năng chống nước tốt nhất hiện nay của tập đoàn La Panasonic. Tất cả các cái sản phẩm của nó đều được làm khép kín luôn các bác nhé, đều được làm khép kín cho nên cái chất lượng của nó rất đảm bảo luôn. Tất cả các cái ốc của nó hoàn toàn bằng gioăng hết các bác nhé, đều bằng gioăng hết, và giữa hai cái lớp của đài này cũng đều bằng gioăng luôn. Đấy là cái sự khác biệt hoàn toàn, cho nên các bác rất yên tâm khi mua các cái sản phẩm này, bởi vì là nó làm ở cái độ chính xác rất là cao, chính xác rất là cao. Cho nên là nếu các bác quan tâm đến sản phẩm nhé, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới bài đăng, trung tâm sẽ liên hệ lại cho các bác. Nếu các bác liên hệ không, các bác gọi không được, bởi vì rất nhiều các bác là gọi không thấy nghe máy thì các bác tưởng là trung tâm không ấy, nhưng mà thực ra là trung tâm bận không kịp nghe máy thôi. Đấy thì là các bác lưu ý giúp hộ cánh nhé. Đây là những cái dòng đài rất là hiếm trên thị trường, thì các bác nhanh tay liên hệ đến trung tâm để có được sản phẩm tốt nhất khi các bác mong muốn, đó là những sản phẩm chống nước đặc biệt. Đau dạ dày, tư vấn bệnh xương khớp. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Qua số tổng đài 1800 6802. Hai kênh mới của trung tâm, đó là một kênh là Thiên Nguyễn Hải Dương HD, nó là HD nhé các bác nhé. Radio cassette và Nguyễn Thiên HD audio cổ xưa, đó là hai kênh mới của trung tâm. Và kênh cũ đã bị hack rồi thì các bác nhanh tay đăng ký vào kênh mới để trải nghiệm những cái sản phẩm mới thường xuyên trung tâm về, và những sản phẩm đặc biệt, những sản phẩm đẳng cấp thường xuyên về trung tâm luôn. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.